Cosman B25, bia nô điện mới nhất năm 2024, trang bị 88 phím Wayhammer Action với 4 cấp độ cảm ứng lực nhấn, 128 âm thanh chất lượng cao cùng 58 bài hát demo, tích hợp Bluetooth MIDI và Bluetooth Audio. Ngoài ra còn có các chức năng cơ bản như Tremolo, Reverb, Metronome, phục vụ cho các bạn vừa làm quen với piano hoặc đã chơi chuyên nghiệp. Có đến 6 phiên bản màu trắng, đen, đỏ, cam, xanh lá và xanh biển cho các bạn thoải mái lựa chọn. Đang còn sở hữu cặp loa 15W cho ram thanh ấn tượng, chân thực và hoàn hảo. Hãy ghé các hệ thống showroom của Minh Phụng Music để trải nghiệm ngay nào.